Xin chào mọi người nha, thẩm mỹ Dr. Đi đang ở trong phòng phẫu thuật cùng với bác sĩ của chúng tôi ạ. Bây giờ thì sẽ cho mọi người xem kết quả của ca ngực size 320 túi nano chip Ergonomic của hãng Motiva. Vâng, trước tiên thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh của ca ngực này và thấy được độ mềm mại. Tôi cực kỳ ưng ý và muốn cho mọi người xem được cái độ mềm mại của ca ngực này. Vâng, bác sĩ đang kiểm tra lại và mọi người có thể xem đấy. Tay bác sĩ đấy ạ. Vâng, thấy được cái độ mềm mại nhá mọi người nhá. Cực kỳ mềm luôn. Các bạn có thể thấy mặc dù vừa làm xong mà sờ nó độ đàn hồi gần như là ngực thật. Chúng ta có thể thấy là kỹ thuật thực hiện nâng ngực nội soi tại Dr. D của chúng tôi đã được các bác sĩ nâng lên tầm rất là mới rồi. Với một cái khuôn ngực mà sau khi nâng xong mà vẫn có thể mềm gần như tự nhiên như thế này thì thực sự đó là một sự gọi là hoàn hảo khi mà chị khách hàng này đã đặt niềm tin tại Dr. D nâng ngực nội soi. Các bạn có thể thấy rất mềm mại đúng không nào? Đó, mọi người có thể xem nhá. Thực sự là ca ngực này các bác sĩ cũng như là nhân viên của chúng tôi vô cùng ưng ý các bạn ạ. Bởi vì là ngực ban đầu rất là phẳng nhá, mà hai bên ngực lại xa nhau nữa, nên là để kỹ thuật phải cực kỳ tốt mới có thể đẩy được hai ca ngực, hai bên ngực này nó được gần lại với nhau như thế này. Và mọi người xem cái khe ngực có độ sâu rất là vừa phải luôn. Đấy, ngực tròn căng rất là đẹp, rất là sexy. Đấy, túi size 320 thôi mọi người nhá. Đây, đây kéo dịch cái này mọi người nhìn nó sẽ không bị bóng này. Đây, nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy này. Đấy, và đường phẫu thuật thì siêu ngắn luôn. Chắc các bạn đã xem livestream của Dr. D rồi. Chúng tôi có những cái livestream đo cái đường phẫu thuật chân ngực này. Mọi người nhìn đây là đường phẫu thuật chân ngực nhá. Đã đo cho mọi người xem rồi, nó chỉ rơi vào khoảng là 2,5cm thôi. Đấy là kỹ thuật càng ngày càng được cải tiến. Trước đây thì có thể là nó dài hơn một chút, khoảng 3 đến 3,5cm. Nhưng mà càng ngày thì cái đường phẫu thuật nó càng ngắn hơn, bóc tách nhanh gọn chính xác hơn và tiết kiệm tối đa thời gian phẫu thuật, nên khách hàng rất nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Chỉ ngày đầu tiên, ngày thứ hai là mọi người đã có thể đi lại ăn uống sinh hoạt bình thường, và những chị em làm việc online trên laptop, trên máy tính có thể quay trở lại làm việc ngay mọi người nhá. Đấy mọi người xem này, cái đèn nó làm cho chỉnh hộ mình cái đèn nó làm cho ngực của chúng ta nó đang hơi bong bóng một chút, nên tôi sẽ chỉnh cái đèn đi chỗ khác để cho mọi người xem. Đây nó hơi bị bong bóng ở đây đó. Đây bây giờ thì quá đẹp luôn mọi người ạ. Đó mọi người xem này. Đấy, ban đầu thì ngực rất xa nhau nhá, đổ hết phía bên ngoài và phẳng, nhưng mà bây giờ thì ngực đã được đẩy về phía bên trong rồi mọi người này, và lại vô cùng mềm luôn. Đấy, không cần phải chờ đến 6 tháng 1 năm đâu mà bây giờ nó đã mềm như thế này rồi mọi người nhá. Đã thấy được cái độ đàn hồi của ngực như thế này rồi. Đấy, mà chị khách hàng này của chúng tôi cũng gần 50 tuổi rồi. Mọi người nhìn chị sở hữu của đôi gò bồng đảo như thế này thì có tuyệt vời không ạ? Nếu mà chị em nào mà quan tâm đến dịch vụ nâng ngực nhá, muốn được sở hữu vòng một tròn đầy sexy quyến rũ như thế này, lại rất tự nhiên, chỉ ngoài 6 tháng thôi đã đẹp rồi và gần như là không thấy sẹo đường phẫu thuật, thì mọi người có thể comment inbox hoặc là để lại số điện thoại, thì thẩm mỹ Dr. D sẽ nhanh chóng liên hệ để tư vấn cho các bạn, cũng như là đặt lịch thăm khám bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, không thu bất cứ một chi phí gì của chị em cả. Mình cứ đến mình thăm khám bác sĩ thoải mái, hỏi han thoải mái, chia sẻ kinh nghiệm về những cái vấn đề làm đẹp về vùng ngực hay là bất cứ các vùng nào trên cơ thể, không thu một khoản chi phí nào của mọi người cả. Đấy, hãy liên hệ với cả Dr. D bằng cách comment inbox, để lại số điện thoại hoặc là gọi số hotline của chúng tôi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. D.